Rất là nhiều bác đang quan tâm về những mẫu xe 7 chỗ ngồi rộng rãi, nhiều ghế ngồi để phù hợp với gia đình nhà mình đi khi mà đông con hoặc đi đông người. Nhưng giá chỉ tầm 200 hoặc hơn 200 một chút thôi. Thì hôm nay em Hương đã về thêm được một mẫu xe Captiva số sàn đời 2008, số sàn màu đen đẹp. Giá chào bán chuẩn chỉ luôn 215 triệu, còn bao hồ sơ và còn bớt thêm. Bác nào đang tìm cho mình một chiếc xe Captiva với cái tầm tiền 200 thì hoặc hơn 200 một chút thì không thể bỏ qua đâu nhé. Trước mắt khách hàng là một chiếc xe Captiva 2008 với hộp số sàn động cơ trang bị 2.4, xe đăng ký 7 chỗ ngồi đây ạ. Em đã mở hết khoang hành lý, động cơ, máy móc của xe để em quay chi tiết cho các bác nhà mình cùng nhìn đây nào. Máy của xe các bác nhìn, số sàn thì bao giờ nó cũng rất là lành đúng không ạ? Mà Captiva 7 chỗ ngồi bác nào từng đi thì biết rồi, một con voi luôn. Dù các bác có đi cung đường xấu như là đường đồi, đường núi, đồng bằng thì xe nào đi cũng ok. Đối với đường đồng bằng hay là đường bằng phẳng này, nhưng khi mà đi đường núi này, Captiva số sàn với trang bị 2.4, động cơ của nó rất là khỏe luôn. 2008 nhưng các bác nhìn cho em này, thảm giống chống nóng, giảm nhiệt còn giữ nguyên bản, thông số, sticker còn đầy đủ cho em nhé. Một đôi thụt nhẹ nhàng khi mở lắp capo lên rất là nhẹ nhàng, không phải đỡ nhiều. Có một đôi thụt nhẹ nhàng rồi. Bên trong sẽ là khoang động cơ, máy móc của xe Captiva 2008 đây. Quay chi tiết cho các bác nhà mình cùng nhìn nhé. Sạch sẽ, gọn gàng, máy số đại chất luôn, đóng mở nhẹ nhàng luôn. Nước sơn màu đen đẹp với xi nhan trên gương. Đèn là đèn bi salon, có đèn gầm đầy đủ cho em rồi. Một dàn nốt khá là dày và hai bánh trước được trang bị phanh ABS chống bó cứng cho em. Nước sơn màu đen đẹp hay còn gọi là cái nước sơn quốc dân luôn. Vì cái màu đen là các bác Lào hầu như cũng hợp phong thủy này, hợp luôn. Về nam về nữ đều đều ok. Xin nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 2023 còn khá là dài đúng không ạ? Các chỉ số gương kính còn đầy đủ và liền đời cho em nhé. Tất cả gương kính liền đời luôn. Quay video chi tiết cho các bác nhà mình một chiếc xe 7 chỗ ngồi vừa tiền giá rẻ luôn ạ. Tapni đáp lô cũng quay luôn. Rất là đẹp đúng không ạ? Không hề xấu so với đời của nó, là đời 2008 nhưng không hề bị xấu đâu. 215 triệu. Bốn quả loa to bản các bác nhìn này. Ốc nhái này, đời 2008 mà vẫn giữ được nguyên bản bút chấm sơn QC nguyên bản từ nhà máy này. Táp lô cũng vậy luôn, sần như thế này cơ mà không bóng không mòn. Sẽ ôi trời ơi, thật là ngồi Captiva nó rộng lắm các bác ạ. Vì sao các bác lại nhiều thích, nhiều bác lại yêu thích dòng Captiva như vậy? Trần nỉ nguyên zin này, bọc không bọc cái gì nhưng mà sáng không sạch không ạ, không bị ố bị ám này. Các cái đèn trần đơn giản như thế này cơ vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường cho em nhé. Đây là cái gì? Đây là cái phần khu vực để quỹ đèn của các bác nhà mình rồi. Một cái màn hình nghe nhạc giải trí có hỗ trợ đầu DVD, hỗ trợ chống trơn trượt và đổ đèo đầy đủ cho em này, đổ đèo này, trơn trượt này. Đầy đủ cho em các bác nhé. Trong đây là cái gì đây? Trong đây cũng là một cái hộp cốp mini cho mình để đồ đây. Cáp thanh gió, điều hướng chỉnh điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường, điều hòa thì mát xô luôn. Dòng cáp này điều hòa rất là mát luôn. Vô lăng thiết kế 4 chấu và có đầy đủ hai túi khí an toàn trang bị trên vô lăng và trên bác bên khu vực ghế bác phụ nhé. Nội thất ghế da zin nguyên bản nước sơn màu kem. Theo năm tháng thời gian 2008 là 2022 là hơn chục năm rồi. Nên là ghế da này vẫn còn giữ được khá là ok luôn. Nó không còn đẹp như thời ban đầu nhưng cũng không đến lúc xương cấp quá đâu ạ, vì vẫn là ghế da zin nguyên bản này. Quan trọng là máy số động cơ của xe rất là đẹp nhất, ốc nhái không vặn mở luôn. Không vặn mở luôn, 215 triệu. Thảm bẹ sạch sẽ, kệ bước chân lên xuống này có đầy đủ cho em rồi, nước sơn màu đen đẹp. Gương kính thì liền đời theo xe với tất cả các chỉ số gương kính liền đời. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi, giá thì hợp lý luôn. Đây các bác nhìn cho em này. Kể cả cái phần như là táp đi bên cánh sau cũng vậy luôn, không hề bóng, không hề mòn nhá. Thảm bệ sạch sẽ, ghế ra đây, hàng ghế thứ hai đây ạ. Có hàng ghế thứ hai đây. Rộng rãi thoải mái này, trần sạch sẽ không ố, không ám, móc khóa thì sáng choang. Kệ bước chân lên xuống ạ. Nước sơn màu đen đẹp 7 chỗ ngồi Captiva 2008, giá chào bán là 215 triệu. Bao hồ sơ và còn bớt nộp cho các bác nhà mình. Khu vực đèn hậu thiết phía sau thiết kế làm 3 tầng to bản luôn nhá. 3 tầng to bản này quay lên trên này. Từng con ốc em zoom cận cảnh luôn này các bác nhìn này, bút chấm sơn QC nguyên bản từ nhà máy này, xe chuẩn gia đình nhé, tư nhân Hải Dương luôn. Cái này là cái gì? Cái này là làm thơm xe này, máng nước hai bên không vặn mở này. Khi mà ngồi đủ 7 người thì các bác sẽ nhấc cái hàng ghế thứ ba này lên, nó sẽ là một cái khoang hành hoa khoang ghế thành thứ ba để đủ 7 người. Nhưng khi không ngồi đến thì sao ạ? Gập xuống là một khoang hành lý cực kỳ lý tưởng cho em. Phía sau xe sợ những con nhỏ nhà mình ngồi phía sau điều hòa nó nóng hoặc lạnh hoặc là không tùy thích thì còn thêm một cái quạt nhỏ nhé. Đây là một chiếc xe gia đình nên là ông bố trẻ cũng là thiết kế khá là ok hợp lý luôn, có thêm quạt nhỏ này. Mặc dù khu vực điều hòa nó có là ở đây rồi nhưng vẫn sợ các con là nóng hay là lạnh thì vẫn có thêm điều hòa cho em nhé. Thật sự quá là gọn gàng sạch sẽ luôn.
Lốp sơ cua dụng cụ tăng tích lốp còn nguyên nhá. Còn nguyên ạ. Máng nước hai bên, cột kèo keo chỉ cũng còn nguyên zin cho em. Đóng mở nhẹ nhàng. Captiva 2008 số sàn 215 triệu, động cơ trang bị hộp số 2.4 hộp số sàn đây ạ. Máng nước hai bên em quay rồi, bên ngoài ngoại thất em quay luôn sơn si sáng bóng, 4 dàn lốp to bản, 4 quả lốp với một dàn lốp rất là to bản dày dặn luôn. La răng thể thao phanh ABS đầy đủ chống bó cứng cho em này. Gầm bệ sáng choang luôn. Giá rẻ, hợp lý, xe khỏe, đi gia đình quá là ok. Này các bạn nhìn ốc nhái không vặn mở nhá. Thêm hai loa chép nhỏ phi của phía dưới này, nghe nhạc giải trí ok cho em nào. 4 quả loa to bản này. Keo chỉ zin đầy đủ cho em. Captiva 2008 này, gương kính này chỉnh auto nhá. Vô lăng thiết kế 4 chấu. Em này cũng là điều hòa auto tự động, không phải điều hòa cơ đâu. Nếu như với cái tầm tiền này mà mua Innova sẽ là điều hòa cơ, thì em Captiva này là điều hòa auto tự động cho em nhé. Sấy sưởi kính đầy đủ cho em rồi. Củ số phanh tay sắc nét, số sàn ghế da khung rách vỡ này. Và đặc trưng của cái phanh tay của Captiva nó sẽ thiết kế khác hoàn toàn so với những dòng xe khác này. Điều hòa mát lạnh, ốc nhái không bận mở luôn. Còn nguyên bản luôn. Một chiếc xe gia đình Captiva 7 chỗ ngồi đang chào bán. Bác nào quan tâm, kết nối trực tiếp liên hệ qua số hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá cũng như là quay chi tiết một mẫu xe Captiva 2008 mới về bên em Hương nhé. Đèn bi salon hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. Máy số đại chất luôn, giá rẻ hợp lý 215 triệu, biển 34 tư nhân Hải Dương. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại và kết nối Zalo. Còn muốn đến xem xe trực tiếp thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Lên Hồng, thành phố Hải Dương. Alo qua số hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn hỗ trợ nhé. Bên em lúc nào cũng có sẵn 150 đến 180 đầu xe, giá chỉ từ 58 triệu phụ các bác bên mình. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.